Hello, xin mến chào tất cả anh em. Một dòng đẩy mới về ở nâng cấp bản Flut ở lưới Agotic TD 1500P. Dòng này là nâng cấp của lưới TD 1500 kia anh em nhá. TD 1500 thì nó là mặt màu xanh xám đấy, và cũng là 1500W, và đây là TD 1500P cũng là class TD và 1500W, nhưng nó đã được nâng cấp và cải tiến cho anh em rất nhiều về cái dòng mẫu công suất TD 1500. Vẫn là 1500W, đánh được rất nhiều các thể loại súp khác nhau, thử những dòng súp khó tính do sử dụng class TD, và hiệu suất, hiệu năng của nó thì rất là cao. Hiện tại thì em cũng đang đánh đây anh em nhé. Đây, nhạc trực tiếp em chơi vào đẩy và từ đẩy em cấp ra loa. Con này thì nó có một cái cực kỳ ưu điểm là cái mạch cắt súp của cái con này thì nó cực kỳ là hay và có thể cắt súp trực tiếp luôn anh em nhé. Đây, đấy, có thể đánh trực tiếp luôn anh em nhé. Đấy, một kênh đánh súp này và một kênh đánh full này. Ok chưa? Cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ hợp lý cho anh em về cái mẫu cục đẩy công suất như TD 1500 này. Và cái thiết kế bên trong mạch của nó đã được nâng cấp anh em nhé. Và nâng cấp như thế nào thì em sẽ mở nắp và sẽ cho anh em cùng xem. Với TD 1500 bản cũ thì mức giá hiện tại của cục đẩy đó là 12.500.000 đồng. Và với mẫu cục đẩy nâng cấp này thì giá nó sẽ nhỉnh hơn một chút, cải thiện cho anh em một chút. Nhưng cái mức giá thì nó sẽ là 13.000.000 đồng. Bên em cũng sẽ bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Sò thì nó vẫn sử dụng, nó là những cái con sò Toshiba anh em nhé. Nó nâng cấp đây anh em nhìn thấy, những cái cuộn tụ cảm tụ này, anh em nhìn cuộn cảm này, ok chưa? Nó là nâng cấp rồi. Bản đời cũ thì không có đâu anh em nhé. Không, đời cũ nó không được như này đâu. Đấy. Và tụ sẽ là tụ 200V và 3300mF. Linh kiện thì vẫn là linh kiện chân cắm thôi, nhưng những cái con linh kiện này nó đã được nâng cấp lên cho anh em rồi. Đấy, đều sử dụng là 2SC5200 và 2SA1943 anh em nhé. Đấy, 1943, 2SA1943 và 2SC5200. Linh kiện thì vẫn là chân cắm thôi. Đấy, nó sử dụng dòng mạch mới anh em nhé. Dòng mạch mới nâng cấp hơn để phục vụ tới tất cả anh em. Theo như hãng sản xuất đây thì nó đã được nâng cấp cho anh em rất nhiều về những cái phần công suất đi. Đấy. Công suất thì đây là model 1500W anh em nhé, 1500W. Và 4 ôm sẽ là 2400W, 2 ôm là 3600W. Brit anh em thì nhìn thấy 8 ôm 4800, Brit 4 ôm 7200. Và cái tiếp theo của nó nữa là anh em thì nhìn thấy damping của nó đã được cải thiện lên đến trên 1000, đúng không ạ? Trên 1000. Cái bản cũ thì damping thì nó sẽ hơi nhỏ, nên là nó sẽ cải thiện về những cái damping để cho anh em thể chơi được với nhiều dòng loa súp để khai thác tối đa của nó. Nguồn này cũng đã là nguồn khác, cũng đã to hơn anh em nhá, cũng đã to hơn. Về cái damping anh em nhìn thấy, ok chưa? Damping lớn hơn 1000 để cải thiện cho anh em cái những cái rất là đơn giản thôi, đúng không ạ? 35,5kg, 35,5kg, kích thước thùng điện 220 anh em nhá, ok chưa? Đấy, thì đây là cái mạch công suất đã được cải thiện lên để cho anh em có thể thấy. Nhiều anh em thì cũng hay suy nghĩ về cái thông số giấy tờ trên cái dòng TD 1500. Nhưng với lên đến Flut P này, 1500P này thì nó đã cải thiện cực kỳ là nhiều. Bản nâng cấp cực kỳ đáng giá cho anh em nhé. Đây là bản nâng cấp cực kỳ đáng giá, khẳng định tới tất cả anh em luôn. Mạch công suất rồi những thiết kế về thông số kỹ thuật của dòng cục đẩy TD 1500P này cải thiện rồi này. Cái ốp rìa này trong nguồn này, nguồn là nguồn khác to hơn này. Sò này, linh kiện bên trong đã được thay thế và đã được nâng cấp cao hơn anh em nhá. Nâng cấp xịn sò hơn. Ok chưa? Với cái bản TD 1500 cũ thì nó cũng đã rất là khỏe rồi. Có anh em chơi tới từ 300 côn 150, anh em đã vác đi sâu rồi. Còn từ 280 côn 125 thì khá nhiều anh em chơi rồi, chứ không ít. Nó cũng đã rất là bền rồi, nhưng mà phụ thuộc vào một số anh em khó tính. Những anh em khó tính thì anh em cũng phải sử dụng cái cục đẩy TD 1500P này thì thoải mái. Về thông số giấy tờ, về mặt hình thức, về cái chất âm, rồi về cái chất lượng công suất của dòng này thì kể cả những anh em khó tính cũng không thể nào mà khó tính được nữa anh em nhé. Khẳng định với tất cả anh em luôn. Đấy, linh kiện bên trong bên mạch đây anh em thì nhìn thấy. Đấy.
vẫn có những mạch cắt súp đầy đủ anh em nhé. Mạch cắt súp con này em đánh giá rất cao về cái mạch cắt súp ở đằng sau con này. Nó như là 1.500 thôi, nhưng mà lên bản P nó nâng cấp về công suất, nâng cấp về linh kiện như em nói rồi, không có gì cả. Thì giá hiện tại là 13 triệu nhỉnh hơn một chút anh em nhé. Ok, để cho anh em có thể tin tưởng sử dụng với dòng này. Anh em có nhu cầu mua hàng nhớ liên hệ bên em qua số góc dưới màn hình, nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để xem các video mới nhất anh em nhé. Chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau ạ.